Chênh lệch nhiêu tuổi? Dạ em thua bạn gái đó 7 tuổi. Em thua có 7 tuổi hả? Dạ. Em chưa có quen bạn nào hết đó chị. Chưa có mối tình nào luôn. Thấy về ngoại hình là có thể đáp ứng được cho em rồi. Ngon lắm. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Xin mời nhà gái giới thiệu về bản thân. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả cùng với hai vị MC và bạn nam bên cạnh. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, hiện tại em là giáo viên tiểu học của một trường tư thục ở Bình Thạnh. À, giáo viên hèn gì xuất hiện với một cái bộ áo dài nền nã, tôi thích quá à. Dạ cảm ơn chị. Rồi mời nhà trai. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Phước Quý, hiện tại em đang làm việc ở phòng COD, nhân viên xuất nhập khẩu logistics. Em hiện tại đang ở đường số 2 Đồng Văn Cống, thành phố Thủ Đức. Em quê ở đâu? Dạ em quê ở Đồng Tháp. Em lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vừa lên được 9 tháng. 9 tháng hả? Dạ. Em lên đây ở với ai? Dạ em lên đây em ở với chú em. À chú em ở Thủ Đức luôn hả? Dạ. À, mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi. Dạ, nói về ưu điểm của em thì theo mọi người nhận xét á, thì em có một số ưu điểm như là viết chữ đẹp. Đây là một trong những nghiệp vụ sư phạm của giáo viên tiểu học. Và em thích làm từ thiện. Hồi là sinh viên thì em có đi hiến máu nhân đạo cũng như là tham gia các câu lạc bộ dạy tình nguyện. Còn nói về khuyết điểm thì cũng có khá là nhiều. Ví dụ như là em khá là đam mê công việc nên là nhiều khi ít có thời gian dành cho bản thân của mình. Nên là thường thì ngày 24 tiếng em dành hết hơn 20 tiếng để dành làm việc. Thời gian ngủ thì khá là ít. À, và đôi khi thì cũng nóng tính nhưng mà nhờ làm nghề giáo viên nên cũng quản lý được cảm xúc của mình. Thật ra thì những cái khuyết điểm của em nó không có cái gì hết trơn á. Tại vì nhiều khi chưa có bồ á cho nên không có dành thời gian cho bản thân á. Tới hồi có bồ rồi là sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn đúng không? Dạ. Tập trung cho bồ nữa. Rồi nhà trai, bên đây người ta dễ thương lắm đó nha. Ưu điểm khuyết điểm của mình nói cho bên kia nghe đi quý. Dạ khuyết điểm của em là ngại giao tiếp giữa đám đông với lại sợ ma. Với lại sợ ma. Sợ ma hả? Dạ nhưng mà em chưa biết mặt con ma ra như thế nào. Em thấy điều còn sợ hơn nữa. Thật ra không có ma đâu, đó là do mình ám ảnh thôi. Không có đâu, đừng có sợ nữa ha. Dạ. Anh nói thôi chứ anh còn sợ Chúa nữa. Dạ. Anh nói thôi chứ anh còn sợ Chúa nữa. Dạ. Rồi thí dụ giờ anh thí dụ như em đi chơi với bạn gái, đi Đồng Tháp về thăm quê em, rồi lỡ chúng ta khuya chúng ta mới đi thăm nhà người thân gì đó, lỡ khuya rồi em với bạn gái, em đưa bạn gái về nắm tay bạn gái rồi gặp con ma rồi em bỏ bạn gái em chạy, hay là em nắm tay em giữ tay bạn gái không chạy? Đi hai mình thì chắc không sợ đâu. Phải không? Lúc đó thấy con ma hay là sợ ma quá bỏ bạn gái chạy luôn. Dạ. Dạ luôn. Ông Mai hỏi cái này khó cho người ta. Phải, quá à tụi mình. Tại vì á, biết sao? Nó lâm vô trường hợp của anh Linh rồi. Bởi vì xưa lâu lắm rồi, xưa anh có một lần học lớp 12, 11 á, là anh có ý một cái cô gái ở xóm bên kia. Xong rồi lúc đi học về đưa cô ấy về tới nhà lúc 5 giờ mấy, đứng nói chuyện xong tới 6 giờ rưỡi bắt đầu cái cổ đưa anh ngược về nhà. Cổ đưa anh về tới nửa đường thôi, cổ không đưa nữa. Thế là đang chưa tới nửa đường á, là mình thấy có gì nghe rét rét chạy qua kia, bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Đó kiểu vậy đó. Dạ. Anh là cô giận mình luôn. Dạ. Cô không chơi với mình luôn. Dạ. Là do mình sợ ma đó. Nó dạ. Tập quen với ma đi em. Em về em coi phim ma nhiều đi em quen à. Có một cái tật xấu gì không? Dạ em không có. Không có. Uống rượu có không? Dạ có. Uống bia. Uống lầy không? Dạ không. Ờ vậy được. Bây giờ nói một chút xíu về đường tình duyên đi quý. Dạ em có hai mối tình. Hai mối. Mối tình thứ nhất là năm em vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 11 tháng. Cái mối tình nó quen bao lâu? Tầm khoảng 7 tháng. Rồi sao chia tay? Dạ do lứa tuổi, hai bên lứa tuổi nó bị chênh lệch với lại cách sống khác nhau nên. Chênh lệch nhiêu tuổi? Dạ em thua bạn gái đó 7 tuổi. Em thua có 7 tuổi hả? Dạ. Bên kia hai mấy tuổi quên rồi. Dạ. Năm nay em 25 tuổi. Quý nhiêu? Dạ em 27. Sinh rồi vậy được rồi, chúng tới 7 tuổi chứ. Được tình duyên ta trắc trở vậy đó. Quen có 7 tháng thôi. Là mối tình dài nhất rồi đó. À, còn bạn gái của mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chưa có quen bạn nào hết đó chị. Chưa có mối tình nào luôn. Ta học xong tới hết lớp 12 rồi học sư phạm. Dạ là đúng cũng rồi. Hết thời gian rồi, rồi đi làm rồi rất là yêu công việc cho nên đâu có thời gian đâu. Dạ đúng rồi. Vậy thì em bây giờ muốn tìm người yêu thế nào hả em gái?
Em chỉ cần tìm một người yêu là đầu tiên là phải có đạo đức, biết tôn trọng ông bà cha mẹ, kiểu như là biết yêu thương em nữa, phải yêu thương bản thân của mình. Có yêu cầu bé khỏe bé ngoan được không? Nói về ngoại hình thì chỉ cần anh ấy cao hơn em thì khoảng 1m7. Em nghe nó không hút thuốc lá là thích rồi chị. Nói chung là những nhu cầu của cô gái bên này cũng rất là đáng yêu, dễ thương và dễ đáp ứng. Chào em. Dạ chào chị. Chị thấy về ngoại hình là có thể đáp ứng được cho em rồi. Ngon lắm. Ngon lắm. Cái hình mẫu lý tưởng về người bạn gái của em là gì? Em thích người bạn gái là mẫu truyền thống. Trời ơi, giáo viên là truyền thống. Dạ. Truyền thống lắm. Mặc cái bộ trang phục bước ra một cái là thấy truyền thống rồi. Tại em thích hướng nội và truyền thống. Tại vì em gốc miền Tây nên em thích phụ nữ nó truyền thống hơn, chứ không có đầu xanh đầu đỏ, xăm mình lè lè thế này kia. Nhưng mà xăm hình nhỏ nhỏ được không? Dạ, em không, gia đình với lại em hồi nào giờ không có cái cách nhìn tốt về cái đó. Để hỏi cô giáo, có hình xăm nào không? Cô giáo có hình xăm nào không cưng? Dạ, ba em cũng rất là khó tính nên hồi lúc em có nhuộm tóc nhưng mà ba kêu là đi nhuộm lại. Em để dài rồi em cắt nó đen lại. Còn hình xăm thì em cũng không dám xăm cái nào hết. Nó trời ơi, quá trời truyền thống rồi. Vậy là hai người truyền thống gặp nhau rồi đó. Đúng rồi. Còn gì khó hơn nữa không? Có đòi hỏi nấu ăn được không? Dạ không, đó em làm được. Rồi, quá ngon. Nhà có anh trai không? Dạ không. Ừ, tưởng có gả cho chị Lan chứ chị Lan đáp ứng đủ nhu cầu. Rồi, đến qua anh xem nhà gái sao. À, chào em gái. Chào, chào chú Nguyên Linh. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em ghét nhất cái tật xấu gì của đàn ông? Dạ là đánh vợ. Đánh vợ? Này căng rồi nha. Không ai thích cái điều đó hết trơn á. Sao? Mình thấy là mỗi lần mà mình nổi nóng lên là mình có thường cắn tay, hạ cắn chân không? Dạ, phụ nữ là để yêu thương rồi. Rồi. Nói là phải giữ nha. Còn rồi. Gì không thích nữa? Dạ không biết là anh ấy uống rượu xong anh nó đi ngủ hay là anh ấy uống bia xong thì anh ấy có nói gì không? Sao? Có không? Dạ khi mỗi mà... lần mình xỉn là mình sao? Nhớ dạ. Không? Dạ nhớ. Em dùng rượu bia là nó có cái mục đích. Cái thứ nhất là để khai thác đối phương. Trời ơi, người ta, em thì đô mạnh hơn. Nhưng mà với lại có một chút xíu ăn gian vô chút xíu. Khi mà ta say người ta nói thật lắm. Trong công việc hay là trong hàng ngày để mình tiếp thu. Rồi đừng lo nữa em gái. Sau chương trình này sao không ai đi nhậu với nó nữa? Sao vậy? Khai thác. Đúng rồi. Chết rồi, khai trên đây là dại rồi. Yên tâm. Chết. Rồi yên tâm, thì nhậu không có gì rồi ha. Yêu cầu thì hai bên đó bàn bạc hết rồi. Bây giờ vấn đề là mình gặp nhau để thấy thế nào thôi. Em gái đi với ai? Dạ đi với hai em gái ở dưới. Hai em ruột nè đúng không? À, con xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. À, và chào các khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Đến với chương trình hôm nay thì em cũng xin gửi lời chào đến anh trai ở đây ạ. Em cũng có một vài lời muốn nhắn nhủ với anh, đó là chị hai em thì rất là tình cảm và giống như là rất là thật lòng. Mỗi khi mà dành tình cảm cho ai thì cũng rất là thật lòng. Nhưng mà bên cạnh đó thì chị hai em cũng có một cái tính là hơi bướng bỉnh một chút xíu. Em chỉ hy vọng là tìm được một anh trai có thể là thấu hiểu và bao dung cho cái sự bướng bỉnh đó của chị hai em thôi. Chị hai ơi, em thấy anh trai bên này thì về ngoại hình thì có thể là phù hợp với chị hai rồi. Còn về tính cách thì em nghĩ là bây giờ mình chưa có thể đưa ra một cái nhận định nào cả. Cho nên là em vẫn hy vọng là hai anh chị có thể cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu được thì mình có thể cùng nhau bước xa hơn à. Dạ, cảm ơn. Chị Tư, ý kiến chị Tư sao nè? Chị cũng thấy là anh trai chững chạc, trưởng thành, nói chuyện cũng tình cảm. Con thấy anh và chị cũng có một vài nét tương đồng. Ví dụ như là hai anh chị cũng là cùng quê miền Tây, chị con thì là gốc Long An. Hai người cũng gia đình cũng có một nét gì đó gọi là truyền thống. Cho nên là đến với chương trình, con thì rất là tin tưởng vào sự quyết định của chị hai. Nếu mà hai người có bấm nút trao cho nhau cơ hội thì con chúc cho hai anh chị tìm hiểu nhau thật là kỹ và đưa ra được quyết định đúng đắn. Dạ con xin cảm ơn. Con là chị Tư đúng không? Còn có chị Năm nữa không? Dạ có. Có Út nữa hả? Có chị Năm nữa hả? Dạ có. Út nay nhiêu tuổi? Dạ Út năm nay là 18 tuổi. Trời. Vậy là bố nhà của bốn chị em gái tứ đại mỹ nhân.
Rồi từ từ chị hai tới chị ba tới chị tư tới chị năm lên đây hết nha. Để chú với chị Ngọc Lan lo được không? Rồi được rồi. Rồi mở rào. Mở rào thôi. Mình con gái mà mình phải ngồi im. Rồi bắt đầu đi. Tôi thấy có hai bó hoa rất là đặc biệt nha. Dạ. Đó. Dạ đứng này. Dạ cảm ơn anh. Em trai đứng đó đứng đó đứng đó. Đứng đây. Mình hãy lý giải. Tại sao mình lại tặng hai bó hoa? Lần thứ hai đây là em đến với chương trình. Lần đầu tiên bó hoa, lần đầu tiên là ngày 23 tháng 2 vừa rồi. Thì em vừa mới tới cổng thì em test lên hai vạch Covid. Nên em phải quay về, ôm bó hoa quay về. Hôm nay nó khô rồi, em mua thêm bó nữa tặng ngày hôm nay. Tức là quý vị có thể thấy cái bó hoa này, cái bó hoa này nó khô hẳn luôn. Tức là bạn này rất là quyết tâm khi mà đến đây và quyết liệt để đem cô dâu về. Đó, dễ thương quá. Dạ, cảm ơn anh. Đến tham gia chương trình em cũng có chuẩn bị cho anh một món quà. Em cũng ráng trồng cái cây này mặc dù em có tay trồng cây. Đây, để chị hỗ trợ. Đó là cái duyên đó các bạn. Thật ra nếu như lần trước bạn trai tới thì nó đã khác rồi, đúng không? 23 tháng 2. Rồi, cảm ơn. Bạn có chuẩn bị cho anh một bài thơ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Đọc lá thư đi. Dạ, em xin đọc bài thơ là Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Dạng người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Hay quá. Rồi, các bạn về chỗ đi. Anh có câu hỏi gì cho em không? Em có cảm nhận gì về anh khi mới gặp lần đầu? Dạ, đầu tiên nếu mà chưa kéo rèm á thì em nghe anh chia sẻ thì rất là thích. Bởi vì cái giọng của anh rất là hay. Sau khi em gặp anh á, em nhận được bó hoa của anh và biết được lý do vì sao mà em có hai bó hoa trong chương trình ngày hôm nay thì em thấy là rất quý trọng buổi gặp ngày hôm nay ạ. Tại vì anh giữ bó hoa đó là coi như là cái sự cố gắng và coi thử cái duyên của mình tới đâu. Mình cũng cảm ơn chương trình ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho em lần thứ hai để ghi hình. Thì ngày hôm nay đó tới thì gặp được em. Dạ. Thì em có lời sau cùng muốn nói với bạn gái là chưa nói lời sau cùng đâu. Ừ đúng rồi. Cứ nói sau lời cùng, kế tiếp đi. Sau cùng của chương trình này là sau những mối tình em thì hay bị lụy tình, sau những lần chia tay là những lần khủng hoảng, những cơn ác mộng. Thì sau cái chia tay đó là làm cho em tỉnh mộng để em sống và làm việc. Và hai ngày hôm nay thì gặp được em thì anh mong đây là sự thật chứ không phải là ác mộng hay là tỉnh mộng. Ngày hôm nay là sự thật, là cái duyên của anh với em gặp em. Dạ. Yeah. Bây giờ mình tính hẹn hò đi. Thời gian của em thì như thế nào? Thời gian em làm việc giống như công sở vậy á. Thì thường khoảng 5 giờ là em có thể kết thúc ra khỏi trường học. Nhưng trừ những buổi họp thường là đầu tuần hoặc cuối tuần thôi. Còn lại thì thứ bảy chủ nhật em có đi học. Em đang đi học cao học. Nên là nếu như rảnh thì chúng ta có thể hẹn hò nhau vào cuối tuần, buổi tối thứ bảy chủ nhật. Hoặc là nếu như trong tuần chúng ta có chuyện gì đó muốn nói trao đổi với nhau thì có thể call cho nhau hoặc là hẹn ra một nơi nào đó nó gần một chút xíu. Thứ bảy chủ nhật thì em có đi học thêm, nếu như có lý do thì anh sẽ qua chở em, chừa thời gian một ngày hay ngày gì đó, cứ một tuần hai tuần gì đó chở em đi học. Mình tính xem khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được, kết hôn với nhau được. Khi mà anh vừa ra trường thì anh đi làm cho công ty Hoàng Anh Gia Lai bên Campuchia, thì anh cũng không có quen mối tình nào. Anh về đây học thêm và là đang làm việc một cái ngành mới, cũng chưa sẵn sàng về chuyện kết hôn, nhưng mà để cho nó đầy đủ hơn thì lúc đó sẽ tiến xa hơn. Còn hiện tại là mình vẫn tìm hiểu đến nhau, vì khi anh quyết định kết hôn là anh có thể làm cho em mua một món đồ đó không phải suy nghĩ. Dạ, rồi. Thì anh mới kết hôn. Dạ cảm ơn anh. Còn theo ước tính của em á, thì hồi nhỏ thôi và sau này em lớn lên em cũng suy nghĩ là tầm khoảng 25 tuổi thì em sẽ quen một ai đó. Từ lúc đó là mình đã ổn định về công việc cũng như là việc học tập của mình rồi. Và khoảng mình quen nhau mà tìm hiểu kỹ á, và cảm thấy là hợp thì khoảng 2 đến 3 năm. Hoặc là thậm chí là tìm một thời điểm mà thích hợp thì mình có thể kết hôn được. Không nhất thiết là kết hôn sớm hoặc là kết hôn trễ. Thời điểm phù hợp thôi. Rồi, bây giờ Quý tiến tới nắm tay bạn gái Ánh Tuyết ha. Em xin lỗi là cho em xin cái khăn giấy. Tại vì
em bị phong thấp nên là tay ra mồ hôi. Có ngay tà áo của chị Lan nè, hả? Lẹ lên, lẹ lên, không có thời gian đâu, nắm tay rồi không có thời gian đâu. À, đó là giọt mồ hôi của tình yêu mà. Rồi, rồi hết. Tiến tới luôn, những giọt mồ hôi của tình yêu ăn thua gì đâu. Nắm hai tay quý, đó nhìn thẳng vào mặt bạn gái, rồi mình nói lên cảm nhận từ nãy giờ mình nói chuyện, mình thấy cô gái đối diện như thế nào. Dạ, cảm thấy cái giọng nói của bạn gái thì học ngành sư phạm giáo viên thì giao tiếp giữa đám đông rồi cảm thấy giọng của bạn gái ấm áp, và ngày hôm nay thì gặp được bạn gái cũng thích hợp với em về cả tính cách, về cả cách sống. Rồi em gái, tới em gái nói đi. Em thì rất là thích tính cách của anh Quý. Nếu như có cơ hội thì em cũng mong muốn là về quê anh chơi hoặc là tiến tới một mối quan hệ tốt hơn, ví dụ như là kết hôn. Rồi, bây giờ chúng ta trở về với ghế ngồi và đưa ra quyết định của mình. Quyết định bấm hay không bấm là của các bạn. Bấm là phải chân thành, bấm là phải thật lòng mình, bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm hả? Em bấm. Các bạn là tôi hết hồn luôn á. Em bấm nhẹ quá hả? Dạ đúng rồi, em hơi ứng ứng nhẹ nhẹ đó. Làm chúng tôi hồi hộp. Trời ơi, thật sự luôn. Thật ra các bạn rất là hợp với nhau á. Chính thức ta đã hẹn hò với nhau rồi, nắm tay đi. Bây giờ là Quý, gia đình của anh Tuyết đang xem chương trình. Anh xin phép hai bác, xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau. Dạ, không biết nói gì hơn, chỉ gửi đến gia đình của Tuyết một lời nói chân thành nhất. Khi đến tham gia chương trình này, con cũng không ngại trắc trở đến đây lần thứ hai, và rất là nghiêm túc và rất muốn tìm hiểu Tuyết, con của hai bác. Dạ. Và cũng muốn gửi tới người thân của con là nội ơi, con sẽ dắt Tuyết về một ngày gần nhất. Thật là cảm động. Cháu dâu tương lai gửi lời chào nội Tuyết đi. Dạ, con chào bà nội. Hẹn một ngày nào đó là anh Quý dẫn con về chơi với nội ạ. Trời ơi, nội vui rồi. Hy vọng hai đứa sớm về để gặp nội nha. Dạ. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên Đỗ Quang Hải, sinh năm 1983. Nghề nghiệp hiện tại của em là đang mở gara ô tô tại nhà. Nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai. À, ở tại biên thành phố Biên Hòa luôn hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 83. Em thì chuyên buôn bán nhưng mà bây giờ thì đang là tự do. Tự do là... Trước dịch đó thì em làm ở trên này, nhưng mà từ hồi dịch tới giờ thì tạm ẩn về quê. Dạ, tức là giờ mình đang nghỉ ngơi đó hả? Dạ, đang nghỉ ngơi. Bán gì vậy? Dạ, trước đây thì em làm cà phê Visa. Rồi giờ về quê mình về đâu? Dạ, em về Cần Thơ anh. Trời đất, xa vậy. Em có ý định là lên lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc không? Dạ có, em đợi dịch nó ổn ổn xong đã rồi. Nói chung là ba má em cũng ổn ổn xíu rồi em đi. Thật ra dịch thì ổn rồi đó. Ừ, dịch ổn rồi đó. Dạ. Em về Biên Hòa mở Pizza cà phê được không? Dạ, dạ tùy anh ơi. Tại vì thuê đâu cũng được mà đúng không? Dạ đúng rồi. Được tình duyên của Hải sao nè? Dạ em đã trải qua 2 mối tình. Thì mối gần đây là hết năm, quen 5 năm. Bên kia thì con gái một á, nên muốn bắt rể, nhưng mà bên nhà, bên đằng bố em là người Bắc. Thì không có chịu, sợ mình khổ này kia, không em điều. Trời, bắt rể có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Ba thương con quá, sợ bắt rể khổ á. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Dạ. Mối tình trước dài không Hải? Tình trước là học sinh hả? Em có điểm mạnh, điểm yếu gì? Em điểm mạnh thì nói chung là chăm chỉ trong công việc, biết nấu ăn, không hút thuốc, không có nhậu nhẹt gì hết. Còn điểm yếu thì nhiều khi mình làm riết cũng không mình không có tự nhận xét cái điểm yếu của mình được. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái hãy chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là cũng rất là thích công việc. Đôi khi là cái công việc mình mê công việc nhiều quá, nhưng đó cũng là một điểm yếu của mình đó. Làm cho mình không có thời gian để làm cái gì đó. Không có làm gì được cho bản thân mình. Thậm chí là cho gia đình của mình cũng không có luôn. Đường tình duyên của mình sao?
chắc có lẽ là cũng hơi lộng động. Nói để chính thức á, thì chắc khoảng là 3 thôi. Trời, còn không chính thức là bao nhiêu? Trời ơi, chị biết làm sao không? Tại vì á, con gái mà tới này mà kêu là không có người để ý thì chắc có lẽ là rồi. Cho nên là để mà xác định được mối tình gọi là chính thức á, thì nó cũng phải như thế nào mình có gọi là chính thức. Trời đất ơi, vậy tìm hiểu dữ lắm nghe. Bên này thú vị lắm. Em ơi, em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể diễn tả chi tiết coi thấy giống bên đây không? Em thì cũng đơn giản anh Linh à. Em muốn người bạn nam của em thì cũng nói là, nói chung là cũng chăm chỉ trong công việc, nói chung là biết việc. Đây là quá chăm chỉ rồi đó. Dạ, như bạn nam bên đó nói thì cũng biết nấu ăn một xíu. Em cũng thích. Rồi gì nữa? Vui vẻ là được rồi anh. Biết trên biết dưới là được. Giờ mình có nhu cầu quen bạn trai cao nhiêu không? Cái ngoại hình thì không có cần thiết đâu chị, tại vì bề trên cho anh sao nhận vậy rồi. Trời ơi, quá trời dễ dàng rồi. Bây giờ mình quen bạn gái, mình có nhu cầu về bạn gái như thế nào? Dạ thì nói chung là biết ăn nói, nói chung là lễ phép, với tại vì bên đây bên nhà em là gốc Bắc. Dạ. Nên ba rất kỹ về mấy cái anh nói đó, tại vì em lại là cháu ít tôn á, là con trưởng ở trong tộc á. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn rồi. Nên nhiều khi phải cái cần những người biết anh nói này kia, cư xử cho đúng mực. Công việc thì không có quan trọng, làm sao cho bố mẹ em hài lòng vui vẻ được. Vậy giờ có phụ huynh đây không? Dạ, hôm nay nhà đang làm giỗ nên rất là quan trọng, giỗ của bà nội á, nên nhà không có đi kịp. Thôi nay nếu cố gắng bấm nút kia mình về ăn đám giỗ luôn ha. Ừ, xong dẫn bạn gái về ăn đám giỗ luôn, được không? Dạ, đó tôi được mời anh chị về. Rồi, dạ, khỏe. Rồi, mình đi với ai? Em đi với chị gái. Dạ, em xin chào mọi người ở trường quay. Dạ, là chị em kết nghĩa với em Hồng Tử 15 năm. Thì 15 năm thì mọi người biết là tôi sống rất là tình cảm, sống có trách nhiệm với gia đình, rất là ok. Chị thấy em trai bên này cũng là ok về kinh doanh, cũng hai em cũng hợp, thì mong hai em cho nhau cơ hội. Dạ. À, để tôi xem mặt nhà gái đó coi. À. Nên đã xuất hiện với một cái trang phục như thế này là thấy thích rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Dạ. À, rất là nền nã đúng rồi. À, mình đã trao đổi hết rồi, hai bên nghe cảm nhận về nhau hết rồi. Điều quan trọng mình mở rào ra, hai người trò chuyện với nhau thôi nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Hải. Đến với chương trình gấp quá nên cũng không có cái chuẩn bị gì nên tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng không có gì, không biết anh thích gì mà như thế nào. Ôi chết, anh ơi rớt rồi. Không biết anh như thế nào và thích gì cho nên là hy vọng là anh thích. Cảm ơn. Vậy nãy giờ nói chuyện ở bên đó thì em nghĩ sao về cho anh một cơ hội để mình có thể gặp nói chuyện? Nếu có thể thì mình nên cho nhau một cơ hội. Ở ngoài đời thì nó sẽ thực tế hơn, em nghĩ là vậy. Có khi nào mà em có hay lên thành phố chơi không? Em trước đây á, là em đã ở trên này thời gian khá dài. Em mới về dưới quê được khoảng 6-7 tháng này thôi. Vậy có gì chúc, nếu mà có gì thì về nhà năm giỗ cùng với gia đình. À dạ, nếu có thể ạ. Rồi, bây giờ nè, cái điều kiện hẹn hò các bạn thế nào các bạn tự trao đổi đi. Bây giờ một người ở Cần Thơ, một người ở Biên Hòa đó. Chắc để tí nữa có gì ra ngoài nói đi. Không, giờ bàn luôn đi. Gấp lắm, gấp bóng nút đang về đám giỗ. Đây là một cô gái là làm ăn nè, rồi nói chung là tự lập. Anh lấy vợ á, là cái người vợ của anh là có vẫn còn được duy trì công việc riêng hay không, hay là chỉ có ở nhà làm dâu thôi? Dạ, cái đó là vẫn giữ công việc riêng như đâu quan trọng thôi ạ. À, làm dâu ở nhà anh có khó không? Không, tại vì gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đập luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Nãy giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn. Sợ về làm dâu nấu, đám giỗ nấu một cái là ê hề là không. Nói chung là cô dâu là không có thấy mặt mũi luôn hết. Trời ơi, mình mà về đám giỗ dưới quê nọ mà rửa chén không có mệt nữa. Đừng nói chi làm gì. Hai bên hỏi nhau coi khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được chứ. Không, cái này là về là... Tao muốn bàn riêng. Trao đổi riêng mới được.
Thôi vậy hai đứa bấm nút coi có bấm nút không, bàn riêng đi ha. Nói chung là giờ chị muốn bấm nút thôi đúng không? Dạ. Yeah. Theo em thì bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là mình hợp nhau rồi mình nói chuyện như thế nào thôi. Coi mình có đến được hay không thôi. Em có muốn làm dâu Biên Hòa không? Nói chung làm dâu á, nếu như mà cả hai bên đều hợp nhau rồi thì ở đâu cũng không quan trọng anh à. Em có muốn lấy vợ liền không? Dạ rất muốn. Bây giờ anh thấy cô ngồi phía trước á như thế nào? Thì cũng như cái mong muốn mình tìm á. Bây giờ hãy tới, hãy nắm hai tay của tôi ha. Dạ, dạ. Con nó còn nó nhìn thẳng vô mặt coi. Em hỏi anh nè, nếu mà gia đình anh có khó quá như vậy, anh có vượt qua được rào cản đó? Anh Đô là bên em thôi, chứ còn gia đình thì tất nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Tôi hát một đoạn nào đó cho Hải nghe. Em hát dở lắm, đợi nghe anh nghe đỡ. Kệ nó, hát đi. Dám đụng gái còn thơ hát hay lắm đó, giỡn hoài. Hát bài chiếc nếu áo. Nếu sau này người anh yêu vội vàng, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh giấu muộn màng. Biết anh yêu người đó đó rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Thấy chưa? Thấy chưa? À, những điều nói thì mình đã nói. Bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau được rồi, chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Nắm đi nhìn gì nữa trời. Chúng ta đang nắm dỗ thôi. Mình đã chính thức hẹn hò với nhau, giờ mình gặp riêng được rồi đó. Chúc cho hai em sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và sớm sẽ yêu nhau thiệt là nhiều luôn. Con tên là Huỳnh Thị Thúy Hằng, quê ở Bến Tre ạ. Năm nay 30 tuổi. 30 tuổi hả? Dạ. Trời ơi, thiệt luôn á hả? Làm công việc gì Thúy Hằng? Dạ, em chuyên về nhà hàng khách sạn ạ. Làm tại Bến Tre luôn hả? Dạ, em có một cái việc làm rất là dài, đó là em làm ở bên Dubai 6 năm và em về Việt Nam năm 2020. Dạ, em cũng sau đó làm ở bên Dubai? Dạ, giám sát nhà hàng ở bên Dubai ạ. À, 6 năm. Rồi mình về mới về đây đúng không? Dạ, về năm 2020 thì dịch cho nên là con lên Sapa làm ạ. Và sau đó là con về Sài Gòn thì lại bị dịch nữa, cho nên con ngưng cái việc làm lại ạ. Con về Sài Gòn là ước mơ của con là làm một cái quán cà phê nhỏ nhỏ. Nhưng mà do dịch cho nên là ngưng lại là con không có đi làm á. Cho nên con sử dụng tiền tiết kiệm và con nghĩ là con sẽ phải tìm một cái công việc mới. Rồi, xin mời em trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Chào khán giả của mình nữ bên kia. Em tên là Trịnh Minh Hậu. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh năm 92. Em sinh ra ở Bình Thuận, đang làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Em làm kỹ thuật viên ạ. Hậu làm kỹ thuật viên? Dạ. Hằng Hậu, Hằng có Hậu, có Hậu là có Hằng. Ưu điểm, khuyết điểm như thế nào? Dạ, ưu điểm là giống như cô nói là con hiền, dễ chịu. Có nghĩa là không phải rất là dễ chịu, nhưng mà con hiền là xong rồi, con dễ nói chuyện với mọi người, rất thân thiện ạ. Và khi mà con... đến chương trình này á, thì con rất là mong là tìm một bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Tại con thích làm dâu. Con tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Con ở với dì, ở dưới ngoại xong ở với dì. Dạ. Ủa, chứ ba mẹ con đâu? Mẹ con thì hồi lúc mà sinh con ra được 6 tháng á, thì ba đánh mẹ. Xong rồi ba có gia đình khác và mẹ con đi tu. Và sau đó là gia đình con không tìm được mẹ. Không biết mẹ tu chùa nào, tại vì tìm xong rồi cứ tu chùa khác, xong rồi tìm rồi không tìm được nữa. Dạ, ba con thì có gia đình khác và mang con đi bán nhiều lần á, cho nên là bên ngoại không cho gặp ba nữa. Dạ, sau đó là con không biết ba với mẹ con ở với ngoại, ngoại mất thì con ở với gì? Giờ con có như là con có nhớ về mẹ mình, cái ký ức của con á?
lúc đó con 6 tháng thôi, con không biết gì ạ. Con được chỉ có coi qua hình ảnh thôi. Con được một tấm hình duy nhất của mẹ. Một tấm hình duy nhất của mẹ thôi. Dạ dạ. Mà bây giờ mẹ, nhưng mà mẹ có biết sự tồn tại của con bây giờ như thế nào không? Hoặc là con có biết mẹ đang ở nơi nào không? Dạ không ạ. Gia đình cũng cố gắng tìm trên phương tiện truyền thông nhưng mà chưa được ạ. Ồ vậy dạ. 6 tháng là con đã, mẹ đã bỏ đi rồi. Dạ. Thật ra nếu mà Hằng khó tìm mẹ, nhưng mà mẹ chắc rất dễ tìm Hằng nếu muốn tìm. Dạ con nghĩ nếu mà muốn tìm thì cũng về quê là sẽ tìm được. Có nghĩa là bây giờ con vẫn ở cái nơi đó, con ở nhà bà ngoại, tức là con ở chung với bà ngoại mất thì bây giờ con ở với dì, thì cũng vẫn là cái nơi mà mẹ đã sinh ra con ở đó đúng không? Thành ra nếu mẹ về thì sẽ tìm được liền gì? Thật ra là con với lại dì con thì ở trên thành phố Bến Tre, còn quê là ở dưới Châu Thành xa nữa, Tiên Long, Tiên Thủy á. Thì nhưng mà vẫn còn dì với cậu ở trên đấy. Dạ, thì nếu mà về mà tìm á, hàng xóm hỏi thăm thì nào kia vẫn tìm ra thì được. Thì cũng lòng vòng ra được đúng không? Dạ. Thì cũng rất là mong mẹ là cho dù mẹ tu ở đâu, chứ chỗ chùa bây giờ chứ cũng có truyền hình hả Linh ha? Có chứ, bây giờ con có thể nhắn mẹ như thế nào không Hằng? Đúng rồi, Hằng nhắn với mẹ đi. Không bị xúc động. Không sao, con cứ sống với cái cảm xúc của mình. Mẹ ơi, con chỉ mong là mẹ có thể vẫn còn sống và vẫn còn khỏe. Nếu thực sự con được gặp mẹ thì con sẽ chăm mẹ. Con có mong muốn là mẹ tìm con không? Dạ, nếu mà điều đó làm cho mẹ con thoải mái. Còn nếu mà mẹ con vẫn còn sống và không có thoải mái khi gặp con vẫn chấp nhận chuyện đó được. Thế là nếu mà mẹ mà nhìn thấy Hằng như thế này là chắc là mẹ sẽ đi tìm Hằng thôi. Bởi vì hiện giờ ngồi trước mặt mọi người đây là một cô bé rất là đáng yêu, rất là hiền, rất là xinh đẹp. Cho nên rằng là mình có một đứa con gái như thế này thì thực sự là mình không tìm nó thì đúng là mình sẽ hối hận suốt luôn á. Hằng ơi. Dạ. Mẹ Hằng tên gì vậy? Dạ Huỳnh Ngọc Trâm ạ. Hả? Huỳnh Ngọc Trâm. Huỳnh Ngọc Trâm. Dạ. Hả? Nói như thế đi khán giả, có thể ai biết Huỳnh Ngọc Trâm bên cạnh mình có thể hỏi Hằng xem có phải là mẹ của Hằng hay không. Ông ngoại với bà ngoại mất rồi. Biết đâu được thông qua chương trình có thể gặp mẹ thì sao? Dạ ông bà ngoại mất rồi, nhưng mà ông ngoại là Huỳnh Văn An, bà ngoại là Trần Thị Út ạ. Con có tấm hình của mẹ ở đây không? Dạ con không có mang theo ạ. Ồ. Tại vì con đi thường đi xa cho nên là tấm hình đó dì chính con giữ. Dạ. Rồi, đó là hoàn cảnh của cô gái bên cạnh bên. Còn mình, ưu điểm, khuyết điểm như thế nào? Dạ, ưu điểm của em là tự lập, em lạc quan vui vẻ. Em nghĩ mình có tính cầu tiến, với cũng biết lắng nghe chia sẻ. Nghe cái chia sẻ của Hằng bên kia thì Hậu cảm giác sao em? Dạ, em nghĩ là bạn ở bên kia sẽ sống rất tình cảm và luôn luôn hướng về gia đình. Đúng rồi, bạn ấy đang thiếu thốn tình cảm của gia đình. Dạ. Và luôn luôn hướng về gia đình điều đó. Dạ. Rồi, bây giờ mình nói chút xíu về tình duyên đi. Dạ, em chính thức thì chưa có mối tình nào hết. Chưa có luôn? Dạ. Ôi, Hậu nay 30 tuổi mà chưa có mối tình nào. Dạ, chỉ gọi là yêu đơn phương ạ, mới tìm hiểu có 1-2 tháng là người ta không có quen em nữa. Thương quá vậy. Còn Hằng thì sao? Dạ con nhiều hơn bạn bên kia. Con có 2 mối tình chính thức. Một bạn là lúc con mới vừa ra trường Cô Tô thì con làm ở công ty và con quen bạn đấy gần 1 năm hơn. Thì đến khi mà con quen bạn trai đầu tiên con mới biết được là học đếm là như nào. Là con quen bạn đấy và bạn đấy có quen một vài bạn khác nữa, tầm giống như kiểu đếm 1, 2, 3, 4, 5 trùng những cái tên đó. Thì sau khi mà con biết bạn coi trai con có người khác thì con kiểu là không có níu kéo mà là con nói là nếu mà anh chọn bạn đó thì em không níu kéo, anh có thể đi. Nhưng bạn đó lại tiếp tục chọn con, rồi sau đó lại thêm tiếp tục người khác và cứ như vậy. Đến một ngày con quyết định không quen anh đấy nữa là khi anh quen một người và người đó nhắn tin cho con. Nhưng bạn đó không có nói là bạn đó quen người con trai đó, mà bạn gái nhắn tin là chị muốn nói gì với em, là câu chào hỏi đầu tiên. Thì lúc đó con mới điều tra và con biết là bạn này với anh này đang quen nhau. Con nói chuyện với mẹ của bạn trai và bạn trai luôn là con sẽ tiếp tục quay lại Dubai đi làm. Lúc đó con làm Dubai 2 năm con quay về. Cho nên không quen gì nữa cả.
Chào Hằng. Dạ, em chào ạ. Đó là mối tình đầu tiên á, còn mối tình thứ gì nói luôn cho ông mới ông nghe. Dạ, mối tình thứ hai là con làm ở ở Dubai, lại khi mà con đi quay lại á thì con được cái bạn đó cứ theo, biết ngày nào cũng theo và chăm sóc. Tại vì bạn đó thấy con hiền á, cho nên là bạn con cũng thích. Nhưng mà khi quen được vài tháng thì đem về gia đình, có nghĩa là mang con về Nepal để giới thiệu với gia đình, thì gia đình bạn đấy không chịu. Bởi vì là người ta chỉ muốn cưới cùng quê, cùng chỗ với họ thôi, không thích người nước ngoài. Bạn đó là người Nepal, ủa bạn đó là người Dubai? Bạn đó ở Dubai làm và là quốc tịch của Nepal cô. Tức là không phải người Việt Nam mình. Dạ dạ. Cho nên là không có. Con cũng chỉ với mức độ là tìm hiểu và nói chuyện thôi. Thực ra thì với một cô gái nhỏ nhắn dễ thương như Hằng này, nhưng gặp quá nhiều dông bão trong cuộc đời, từng cái số phận trớ trêu ha, từ gia đình cho đến tình yêu, dạ, gần như Hằng không gặp một may mắn nào cả. Con cảm giác giống như là cuộc đời con vẽ lên một bộ phim gì đó mà con không nghĩ đó là cuộc đời của mình. Nhưng mà thường những cái số phận đó trong những cái câu chuyện bao giờ cũng có một cái kết thúc rất có hậu đó. Và Hậu đang ngồi bên đây. Đúng rồi. Trời, đó nha. Trời ơi, sao tôi với ông sao mà đồng cảm ghê, tôi đang tính nói vậy đó. Kết thúc rất là có hậu, bởi vì bệnh có hậu rồi. Đúng rồi. Bây giờ thì Hằng muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, chỉ cần bạn đó chấp nhận cái hoàn cảnh của con, chấp nhận cái sự mạnh mẽ của con đã trải qua, chấp nhận con ở nhà là một người rất bình thường và trẻ con. Có chấp nhận gì không Hậu? Dạ được. Được không? Được, được. Để cô ra cô coi cái người đàn ông, cái người đàn ông mà tinh khôi. Hiền khô, Hậu tinh khôi, khôi nữa. Luôn. Ừ. Trời đất ơi, đẹp trai vậy mà chưa có yêu ai là sao Hậu? Dạ, kiểu đơn phương thôi à? Thế là người ta thấy mình thích người ta quá, người ta không có thích mình nữa. Rồi người ta chẳng, người ta không thèm thích mình luôn. Dạ. Cái gì kỳ cục vậy chắc trời. Người ta chán. Không, nhiều khi số phận Linh ơi. Vân thấy là số phận á. Bạn này long đong lận đận như thế, khổ sở như thế, để rồi chờ, tức là để ông trời ông tạo cho hai bạn gặp nhau ở đây, để gặp bạn Hậu. Hằng. Đúng rồi. Gặp Hậu. Hồi nãy tôi nói, tôi lỡ lời, tôi nói ông lẩm cẩm, ông cứ Hằng gặp Hậu, Hậu rồi sẽ có Hằng, Hằng sẽ có Hậu. Tôi nghĩ ông lẩm cẩm, nhưng giờ tôi mới biết là ông nói nó giống như cái điềm vậy đó, ông hiểu không? Tính ông nói cái gì tiên cũng tri vậy có đó. Sự tính toán trên. Ông tiên tri, ông hay quá ông mới ơi. Quá trời hay. Trời ơi Hậu ơi, Hậu tưởng tượng cái bạn bên đây như thế nào? Dạ. Nãy giờ nói sơ sơ đó, một số sơ sơ qua cái lời của chị Vân với anh Quyền Linh đó, thì Hậu thấy sao? Dạ, chắc anh nữ cũng dễ thương, chắc cũng không, chắc cũng cao ráo. Dạ. Trời, nhưng mà thấy nghe cái hoàn cảnh của bạn vậy, Hậu có nghĩ là nếu như hai đứa chọn bấm nút cho nhau á, thì là Hậu sẽ đem lại cái hạnh phúc cho bạn không? Dạ, em sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Đây, để nói cho Hậu nghe. Dạ. Cô gái bên kia là cô gái đầy bản lĩnh, một cái tự tin. Tự có lập. Thể nói tự lập, một cô gái rất mạnh mẽ luôn, mới vượt qua một chặng đường rất là và đau khổ như thế. Dạ. Hậu thì rất là hiền, con người cái gương mặt á, rất là dễ thương ha. Và con người phải nói đây là mình đoán là một người tốt đó. Đúng. Anh nghĩ rằng là hai đứa nếu mà hiểu nhau, cố gắng đun đắp mối tình này đó, thì nghĩ rằng ta sẽ có một cái kết đúng như tên của em vậy đó Hậu. Chính xác, dạ. Chính xác. Nha. Ông hay quá dạ. Ông mối ơi. Bây giờ tôi thấy là mở đi, mở đi. Mở rào. Đó. Rồi, cho hai người nói chuyện nha. Mở rào. Dạ, hết sức bình tĩnh. Bắt đầu đi Hậu. Rồi, đó. Dạ. Đâu gặp có món quà tặng em. Dạ. Rồi mở quà trước con. Dạ. Con mở ra coi ăn Hậu. Anh tặng em gì vậy? Cái bình, anh tặng em cái món quà là... Mở mở không được mà hỏi. Để anh mở vô. Cái bình giữ nhiệt đó. Dạ, một bình giữ nhiệt rất là dễ thương. Nào, mở lên coi, cầm lên coi nè. Dạ. Rồi. Dạ. Sao lại tặng cái này vậy Hậu? Dạ, nó có ý nghĩa là mỗi lần em dùng thì sẽ nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà anh chị. 70% cơ thể là nước đó, bởi vậy Hậu muốn 70% trong cơ thể dạ. Của Hằng á. Dạ, đây là em tặng anh cái áo. Thật ra ý nghĩa là nếu mà anh quen em cũng được, mà anh quen người sau cũng được, nhưng mà đừng thay người con gái như là cái áo. Dạ, anh có thể mở ra. Con nghĩ là vừa cô ạ.
Mở ra đi, con mở ra đi. Dạ, với trái tim. Trời sao hay vậy? Hậu thích màu trắng không? Dạ, em thích lắm ạ. Thích lắm đúng không? Trời dạ. Ơi dạ, con nghĩ vừa rồi. Vừa rồi, đẹp. Em xin hơi to. Cảm ơn. Rồi. Rồi xoay cái ghế đối diện để nói chuyện với nhau đi hả? Dạ. Em về Việt Nam lâu chưa? Lúc nãy anh nghe em nói là mới về Việt Nam. Dạ em về hồi năm 2020 ạ. Tháng 1 năm 2020. Lúc em về thì em cũng nghĩ là về lúc đó mình sẽ may mắn và để dùng cái tiền tiết kiệm của mình để mà mình mở quán cà phê bé thôi ạ. Là ước mơ của em. Nhưng mà dịch quá cho nên là chưa được ạ. Em có tính đi tiếp không? Hay là về đây luôn? Dạ em về đây luôn ạ. Đã phấn đấu lâu rồi em cũng muốn có một gia đình. Dạ. Em thấy anh thấy em rất là nghị lực. Giỏi nữa. Anh thì cũng ở quê lên á, anh cũng tự kiếm tiền rồi đi học, anh mới học nghề xong đây rồi giờ mới làm kỹ thuật ở công ty này cũng gần 2 năm rồi. Anh giờ anh thấy cũng ổn định rồi, đến tuổi phải lập gia đình, nhà cũng hối nữa. Em con gái bị hối nhiều lắm ạ. Nếu mà mình bám nút cho nhau thì một tuần anh sẽ gặp em được bao nhiêu lần ạ? Là em ở chỗ nào á? Em ở quận 7 ạ. Quận 7 ạ. Nếu mà tình hình ổn định thì một tuần có thể 2 lần, 2 đến 3 lần. Hiện tại anh ở quận nào ạ? Anh ở Biên Hòa, Đồng Nai á. Dạ. Em có yêu động vật không? Dạ có. Nhà em có 2 chó, 3 mèo gì em đang nuôi. Thì đúng rồi, anh nghĩ em sẽ yêu vì em là người sống rất tình cảm. Mà chó mèo nhà em nó cũng giống như em vậy đó. Đa số được lượm ở ngoài đường về nuôi. Cho nên là gia đình em ai cũng yêu động vật với lại là sống tình cảm lắm. Chắc em nấu ăn ngon lắm nhỉ? Dạ em nấu ăn được, ngon ạ. Anh cũng biết nấu á. Vì tại anh đi học một mình á, lúc đi học là anh không có việc gì thì anh cũng tự túc được. Nếu mà nấu ăn thì cùng nấu nó sẽ vui hơn là một người nấu. Đúng rồi, Hậu nói đi, hiện nay Hậu đang ở với ai? Nói cho bạn gái kia biết đi. Trước thì anh ở với em gái, mà em gái vừa đám cưới năm ngoái rồi, nên giờ anh ở có một mình à? Mình cùng với ai? Gì một mình với ai là sao? Ở một mình với ai? Dạ, là mình, sao? Ông mình là ở Biên Hòa hả? Dạ, em ở Biên Hòa, ở trọ một mình ở đó, làm rồi, công ty. Rồi gia đình Hậu còn bao nhiêu người với ai đó thì giới thiệu cho bạn gái biết cũng đi. Gia đình của anh thì ở nhà thì còn có mẹ với ba. Mẹ này đang ở nhà nấu cơm cho ông bà ngoại luôn. Mẹ anh chắc chắn là thương con dâu lắm. Nói chung tại con gái cũng đi làm dâu mà, nên mẹ anh hiểu với đồng cảm. Ba mẹ đang ở đâu Hậu? Dạ ở Bình Thuận nè. Bạn Hằng rất là thích đi làm dâu. Dạ. Bạn rất muốn có một cái tình cảm gia đình, cha mẹ. Hằng à, nói những điều đó với Hậu đi. Em thì mặc dù đi nhiều nhưng mà vẫn còn mang bản chất của con gái quê Bến Tre. Thì cũng là hiền, cũng có, mà cũng có những lúc mà đừng có chọc dữ. Khó để chọc dữ lắm, nhưng mà chọc dữ lên cũng dữ lắm. Em thì rất là thích có một gia đình ổn định, thích có một người chung thủy, và sẽ nếu mà làm dâu thì sẽ làm gia con dâu ngoan ạ. Dạ. Anh thì rất chung thủy, anh dám hứa điều đó. Ông yêu chưa mà ông nói ông chung thủy. Tại khi nào em yêu em cũng yêu hết mình hết. Yêu đơn phương còn hết mình mà. Yêu hết 2 năm rưỡi, đơn phương rồi. Không hết trời. Yêu đơn phương không đó. Hậu nói với Hằng đi, tương lai mình sẽ suy nghĩ thế nào, mình lập nghiệp ở đâu, rồi mình phát triển kinh tế thế nào, hai đứa thôi bàn thử với nhau coi. Sau này thì anh muốn về Bình Thuận, em thấy Bình Thuận có xa lắm không? Dạ em theo anh được. Vậy là được. Cưng không em theo anh, nói cơm nó gọn lắm, đầy đủ ý nghĩa luôn. Bây giờ hỏi xem khoảng bao lâu mình sẽ đến với nhau. Theo em mình tìm hiểu khoảng bao lâu thì có thể tiến tới hôn nhân được. Nếu mà mình hợp thì trong 1-2 tháng. Với em như vậy là nhanh nhất, còn chậm nhất thì chừng 6 tháng 1 năm gì đó. Nhưng mà em thì ở trạng thái em đã sẵn sàng về tinh thần và cái kinh tế. Có nghĩa là bên đàn trai không cần phải giống như những gia đình khác là phải hỏi lễ hay gì cả. Con không đòi lễ. Em không đòi lễ. Dạ.
cũng giống ý với anh cũng nghĩ như vậy là hợp lý. Hợp lý về cái gì? Em đòi lễ gì? Hợp lý là về thời gian làm đám cưới em... hay là không đòi lễ? Em đòi lễ nó nói gì? Vậy thôi chứ mình cũng có lễ chứ, con gái đi cưới. Ừ. Dạ. Cho anh phải nói rõ, hậu nói rõ đi. Ừ, dạ. Anh cũng muốn là 1-2 tháng nữa cưới, dạ. Chậm nhất là cuối năm ví dụ vậy. Dạ. Anh thì cũng nghĩ là mình tìm hiểu khoảng tầm 3-4 tháng, đến nửa năm là có thể đến hôn nhân được nếu hợp nhau. Chương trình này có những người mới về tham gia chương trình sau tuần sau đăng ký kết hôn luôn. Bây giờ cái họ cũng đang hạnh phúc với nhau. Cái cặp bộ đội á. Đúng rồi. Cưng lắm. Nhiều cặp như thế lắm. Ha, một tuần có nè, 2 tuần có, 3 tuần có, 1 tháng có, 2 tháng, 3 tháng có, 1 năm có, 2 năm có, 5 năm có luôn. Thế anh nghĩ là khi mà đi đến kết hôn á, là tình yêu hay là quan trọng là hợp nhau? Anh nghĩ hợp nhau. Chứ... mình mà theo trong tình yêu anh nghĩ là không có ai hợp nhau hoàn toàn 100% cả, mình phải vì nhau để cố gắng thay đổi bản thân một chút để vì người đối diện đối phương mình thì mới hạnh phúc được, chứ không ai mà đặt vào cái là hợp nhau cả đâu. Thường hàng thử tưởng tượng một gia đình với hai vợ chồng với đứa con thế nào đó, thử tưởng tượng cho hậu nghe xem nào, mình hình dung một bức tranh gia đình. Dạ, ước mơ của con là có một gia đình, xong rồi con cũng có một cái gì đó làm nhỏ nhỏ, thì con sẽ chăm con và chồng con sẽ đi làm. Xong khi mà anh về thì anh đừng có ngồi đọc báo, anh có thể giúp em nấu cơm hoặc là giữ con xong em nấu cơm, nó hạnh phúc ạ. Trời ơi, hoàng hậu. Dạ, anh cũng mong muốn như vậy. Tại trong gia đình phải có sự chia sẻ lên nhau thì mới có sự gắn kết được. Chứ một người làm một người ngồi thì chắc chắn là... người ngoài làm chắc chắn sẽ không vui rồi. Nên anh rất hiểu cái này đó. Em cũng muốn là anh thể hiện hết thể hiện hết bản thân của mình. Có nghĩa là mình cũng có mạnh mẽ bên ngoài nhưng mà về nhà thì anh cứ là anh thôi. Dạ. Đúng rồi. Bên ngoài thì mình sao cũng được nhưng về nhà mình chỉ là mình thôi, mình chỉ là người có gia đình mình thôi. Thì hậu lúc mà em mở rào ra em gặp bé Hằng á, cái trái tim em nó có loạn nhịp không? Dạ, nhảy nãy giờ em không biết nó chạy có bên trái bên phải nữa. Vậy á hả? Còn dạ. Hằng sao Hằng? Dạ, con có thích ạ. Hai bạn này á là chắc là yêu xong rồi sẽ hòa hợp. Nó cũng có những mối tình là người ta hòa hợp rồi người ta sẽ đi đến tình yêu, nhưng mà chắc là hai bạn này yêu rồi hòa hợp rồi đi đến hôn nhân. Bây giờ có thể hậu có thể đến nắm tay bạn gái. Dạ. Hát một đoạn nào đó và nói một cái câu nào đó thật tình cảm từ trái tim của mình. Hãy nhìn thẳng vào mắt của Hằng và hát một bài nào đó nói với điều gì. Rất được, tặng em một bài hát nha. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Xin hết ạ. Hay quá. Coi như thay lời tỏ tình luôn đó ha. Bài hát cũng là những gì anh muốn nói với anh. Hằng nói gì với hậu? Hằng có hát không Hằng? Dạ con hát dở lắm. Anh hát hay mốt để cho em nghe. Ok ạ. Hằng nói đi, nói cảm xúc của mình như thế nào với hậu đi. Dạ, giờ em run lắm, em không nhớ gì hết. Không cần phải nhớ cái gì cả, bây giờ nói cái cảm xúc ngay trong trái tim của mình lúc này. Em cảm nhận được là anh cũng sống rất là tình cảm, cũng hiền, nhưng mà cũng có nét là cũng giữ ở bên trong. Anh dễ thương. Cảm ơn em. Rồi. Chúng ta về ghế đi nào. Trước khi mình quyết định bấm nút, chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của người thân. Nào, hãy nhìn lên màn hình. Chào quý vị khán giả, xin chào chương trình bản hẹn hò. Mình là chị Út của Bí Hà. Và đây là chị Út của Bí Hà. Hello mọi người. Tôi là Dũng của Bí Hà. Chúng tôi đến từ Đại học Quy Nhơn. Hôm qua chương trình chúng tôi muốn chương trình tìm hậu con cho gia đình một người bạn cho Thị Thành, và hy vọng rằng người bạn ấy sẽ phù hợp
mặt để ghi thắt cái tên của cha của tôi. Về về thứ hai là một người đứa con cháu trong gia đình ngoan hiền lễ độ, có thể công việc làm ổn định. Tôi muốn nhà chương trình tìm cho Hà một người bạn có thể thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ những khó khăn cũng như là những vui buồn trong cuộc sống. Xin chào. Hậu thấy gia đình của Hằng hiền không, dễ thương không? Dạ, rất dễ thương ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành quyết định nha. Để tay mình nút bấm đi, bên trái là Hậu. Bên trái. Hằng cũng vậy. Bên trái này, đây con. Nếu các bạn thích, nếu các bạn cảm giác rung động, nếu các bạn cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, bấm ngay vào nút đó. 1 2 3 hết thời gian. Chúc mừng. Rồi. Chúc mừng hai đứa là nắm tay nhau đi, nắm tay nhau chính thức hẹn hò với nhau nha. Những cái gì nãy giờ mình nói nó là lịch sử của tình yêu, và những cái lời hứa, những lời chia sẻ nó là lịch sử không thể nào thay đổi, nó nằm mãi trên đó. Mong rằng hai em sẽ cố gắng chăm sóc cái mối tình này để đi đến một cái kết thúc, đó là kết thúc có hậu. Đúng rồi, có hậu rồi, hậu bắt đầu đó, có hậu lắm rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng nha. Bây giờ Hậu nhìn đi, coi như là nhìn trước, giống như gia đình của Hằng đang ngồi đó, có cậu, có gia đình, có này kia, thì mình muốn nói với người lớn gì nói đi. Dì dưỡng. Nãy người lớn nói rồi đó. Dì dưỡng đó. Dạ, cháu chào dì dưỡng. Dạ, cháu xin phép được tìm hiểu em Hằng, và cháu hứa sẽ cố gắng hết tất cả những gì các cháu thì làm được để không để em Hằng phải buồn, cũng như là dì dưỡng phải suy nghĩ. Rồi. Hằng nói gì đi Hằng. Hằng nói với ba mẹ của Hậu đi. Dạ, của Bình Thuận á. Con chào hai bác á. Con là Hằng quê Bến Tre ạ. Nếu mà con được về làm dâu của hai bác thì con sẽ là một dâu ngoan, và đó là lời chắc chắn ạ. Rồi, quay giỏi lắm đó. Chúng ta bổ sung cho nhau, bổ trợ cho nhau để chúng ta có hoàn thiện một cái gia đình trọn vẹn nha các bạn nha.